Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi hết bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa nay, ngày 20 tháng 1 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo NDK 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bà ngoại bị cáo có công với cách mạng. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo cáo trạng, K17 tuổi sống chung với ông nội ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Vào khoảng tháng 3 năm 2021, MC 9 tuổi đến nhà ông nội của ca chơi lúc này ca này sinh ý định quan hệ tình dục với MC nên đã dẫn vô nhà vệ sinh tiến hành sao cấu khoảng 2 phút sau em ruột của ca gọi MC đi chơi nên ca dừng lại ngày 7 tháng 4 năm 2021 mẹ MC phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo trong quá trình điều tra ca thành khẩn khai báo thừa nhận trước đó có quan hệ tình dục với MC 3 lần tại nhà ông nội của ca nhưng chỉ được 2 đến 3 phút thì dừng lại do có người nhà đi làm về Kết quả giám định pháp y về tình dục do Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận, màng trinh còn nguyên, không sách. Trước đó, Tòa Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm phạt bị cáo ca 14 năm tù về tội hiếp xâm người dưới 16 tuổi. Thưa quý vị, bạn đọc Ánh Quyên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng Thời gian qua, báo chí có thông tin về các vụ ngược đãi hành hạ chính các thành viên trong gia đình, trong đó có nhiều vụ đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin hỏi nếu người nào có hành vi ngược đãi hành hạ các thành viên trong gia đình mà chưa tới mức xử lý hình sự thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Dưới đây là giải đáp đến từ luật sư Từ Tiến Đạt, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo điều 53 Nghị định 144/2021 quy định người nào có các hành vi đối xử tồi tệ với thành viên trong gia đình như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho mặc hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân hoặc có hành vi bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ thì bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng ngoài bị xử phạt hành chính người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu ở mức độ nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất của tội này là bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 2 đến 5 năm khi hành hạ ngược đãi đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu. Thưa quý vị, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trình báo về vụ việc có một người lạ mặt đến nhà anh LTD yêu cầu con gái anh đem hai con heo đất đập bể rồi lấy tiền. Trước đó, một người phụ nữ lợi dụng bé gái con của anh D đang học lớp 3 ở nhà một mình đã dùng thủ đoạn vờ đến giao hàng cho mẹ cháu bé, kêu cháu bé đập hai con heo đất lấy khoảng 40 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tối ngày 19 tháng 1, anh LTD ngủ tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức cho PLO biết, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy đến trước nhà anh và yêu cầu cháu N đang học lớp 3, cháu NG đang học lớp 7 mở cửa. Theo hình ảnh camera ghi lại, để tạo lòng tin với cháu N là mẹ cháu đã nói chuyện khi vừa tắt điện thoại, người phụ nữ đã tiếp tục yêu cầu cháu N nhận và ký vào một tờ giấy gì đó. Sau đó, người này yêu cầu cháu đưa tiền, cháu nói không có tiền thì người này nói lấy tiền tiết kiệm và cứ thế cháu bị lừa và lấy con heo đất đưa cho người phụ nữ đập. Cũng theo hình ảnh camera, sau khi lấy hết số tiền, người này tiếp tục nói với cháu N là không đủ và yêu cầu cháu N tìm thêm tiền của Cháu N lên lầu lấy tiếp một con heo đất khác đưa cho người phụ nữ và được người này đập bể rồi gom tiền bỏ vào túi rời đi. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, Tòa nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Duy Hiến sinh năm 1948 4 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Phiên xử được xử kín, nạn nhân là bé gái bị xâm hại khi mới 14 tuổi. Quá trình điều tra, theo nguyện vọng gia đình, nạn nhân đã được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện. Kết luận giám định pháp y về ADN xác định được bị cáo hiến là người cha sinh học của mô thai. Ngày 19 tháng 1, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm Phạm Tấn Phát, 34 tuổi, Dương Thị Kim Loan, 35 tuổi, Hà Văn Khả, 33 tuổi cùng chính bị cáo khác cùng ngụ Tây Ninh về tội giết người. Theo hồ sơ, Loan và anh NTT, 40 tuổi, từng chung sống như vợ chồng nhưng đến tháng 5 2020 thì chia tay. Loan thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng với Khả tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Do anh Tây ghen tuông, nhiều lần tìm đến phòng trọ gây sự, đánh Loan và Khả nên cả hai kể lại sự việc cho Phát nhờ kéo người đánh giành mặt anh này. Chiều tối 19 tháng 7 2020, anh T tiếp tục đến phòng trọ của Loan đập cửa, gây sự đánh nhau nhưng không vào được nên bỏ đi. Loan kêu khả điện thoại cho phát đến đây giành mặt anh T, nhận cuộc gọi, nhóm người đồng ý đi đánh nhau. Tối cùng ngày, thấy anh T chạy xe máy ngang qua quán nước mía, Loan la lên và chỉ cho cả nhóm đuổi đánh. Nhóm phát đuổi theo, tấn công anh T. Anh T dùng dao tự chế mang theo chém bị thương một người rồi bỏ chạy. Thấy vậy, nhóm phát vào tiệm tập hóa lấy dao, gậy đuổi theo tấn công anh Tây đến khi nạn nhân bất tỉnh mới dừng lại và bỏ đi. Riêng Khả và Loan không đuổi theo mà quay về phòng trọ chờ kết quả. Anh Tây được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 21 tháng 7 2020 thì tử vong do chấn thương sọ não. Cả nhóm lần lượt ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt phát, Loan, Khả, mỗi bị cáo 18 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt 6 đến 17 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng, xin được giảm án. Đại diện viện kiểm sát cho hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, gây nguy hiểm đến xã hội cần phải xử nghiêm. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, Tòa nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Duy Hiến sinh năm 1948 4 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Phiên xử được xử kín, nạn nhân là bé gái bị xâm hại khi mới 14 tuổi. Quá trình điều tra, theo nguyện vọng gia đình, nạn nhân đã được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện. Kết luận giám định pháp y về ADN xác định được bị cáo Hiến là người cha sinh học của mua thai. Ngày 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Di Hiến, sinh năm 1948, 4 năm tù, về tội giao cấu với người tuổi đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Viên xử được xử kín, nạn nhân là bé gái bị xâm hại khi mới 14 tuổi. Quá trình điều tra, theo nguyện vọng gia đình, nạn nhân đã được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện, Kết luận giám định pháp y về IDN, xác định được bị cáo hiến là người cha sinh học của mô thai. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất mà đại diện viên kiểm sát đề nghị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Luật sư cho rằng có vi phạm tố tụng và đề nghị trả hồ sơ điều tra. Cáo trạng nêu mẹ con cháu BLL, sinh năm 2006, thuê trọ ở phường Bình Trưng Tây gần nhà ông Hiến. Nhà ông có kê một bộ bằng gái đá nên trẻ em trong xóm thường đến chơi, trong đó có cháu L. Vào cuối tháng 5 2020, Ông Hiến đã dụ dỗ bé L vào phòng ngủ ở lầu 1 để quan hệ tình dục. Một tháng sau, mẹ bé phát hiện có những biểu hiện bất thường nên đưa vào bệnh viện khám thì biết có thai khoảng 7 tuần. Sau khi biết sự việc, mẹ bé đã đến công an trình báo. Ban đầu, cụ ông 74 tuổi này không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên sau đó, gia đình ông đã bồi thường hơn 120 triệu đồng cho bị hại. Quá trình điều tra, bé L khai ông Hiến thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần và giao cấu khi bé chưa đủ 13 tuổi. Hành vi này có dấu hiệu tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi Tuy nhiên, ông Hiến phủ nhận chỉ thừa nhận một lần khi bé lờ đã trên 13 tuổi. Ngoài lời thai của bé không còn chứng cứ nào khác, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ sau. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về ploa vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.